Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện món cháo tôm nấu bí đỏ. Đây là cháo bí đỏ mình đã nấu sẵn và mình dây. Đối với món cháo bí đỏ này, nấu tôm thì có thể nấu dùng cho các bé từ 7 tháng trở đi. Với bé nhà mình thì bé mới được 7 tháng và chuyển qua giai đoạn ăn cháo, thịt, tôm và các loại cá mình đang tập cho bé ăn dần, nên là bé vẫn chưa ăn được cháo hạt, nên mình vẫn phải dây cháo qua cái dây. Cháo bí đỏ này thì mình nấu bí đỏ, mình nấu cháo và mình bỏ bí đỏ để cho bí đỏ nhừ cùng với cháo. Mình dây qua cái dây rất là dễ dàng. Mình để tiết kiệm thời gian thì mình dây trước. Tôm thì mình sử dụng 2 con. Đây mình đã bằm nhỏ sẵn 2 con, tương đương với 2 con như thế này. Phần này thì mình sẽ để phần đến bữa sau cho bé ăn. Và rau mùng tơi thì mình cũng đã bằm nhuyễn. Và mình chỉ cần chuẩn bị thêm một cái chảo. Vì tôm là hải sản nên khi mình nấu cháo nó sẽ bị ra nước, nên mình sẽ xào sơ qua rồi mình mới nấu cùng với cháo nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi xào tôm. Mình giới thiệu với các bạn là ở trong cái tôm bằm này thì mình có bằm thêm một chút một chút xíu thôi, bằng khoảng đầu đũa cái củ hành tím á, với tôm để cho cái mùi vị của tôm được thơm ngon hơn nhé. Mình sẽ cho vào đây một tí xíu thôi, tí xíu đầu ăn. Hơi nhiều rồi các bạn, mình sẽ lấy bớt ra. Đây mình sẽ cho cái tôm lên chảo, lấy một xíu đầu ăn và mình đảo. Đảo cho cái tôm nó chín cho nó chín kỹ. Rồi đó sẽ mình sẽ trộn cùng với cháo mình nấu nhé. Thì cái tôm hải sản này nếu mà mình bằm nhuyễn mình cho luôn vào cháo thì cái tôm của mình nó sẽ bị nó ra nước, cái cháo của mình nó hay bị vỡ nước. Nên mình đảo sơ qua. Mình sẽ cho vào đây một xíu thôi, một chút xíu, khoảng là 1/5 cái muỗng cà phê thôi nha. Một xíu, tí xíu nước mắm để cho nó dậy mùi. Để không bị quá cay thì mình cứ nhỏ vào cái chén một xíu này thôi, nấu vào thôi. Mình cho vào dậy mùi. Cái này mình sử dụng nước mắm này cho em bé đó. Nó sẽ đỡ mặn hơn. Rồi vậy cái tôm của mình được rồi đó, mình sẽ lấy tôm ra nhé. Và đây là cháo của mình. Mình sẽ cho lên bếp tùy vào cái mức độ ăn đặc hay loãng của từng bé mà các mẹ nấu cháo đặc hay loãng nhất. Mình sẽ cho cái phần tôm này vào. Tiếp theo đó là mình sẽ cho cái phần rau. Rau này thì mình sẽ cho một xíu nước vào để cho tan ra. Đối với thịt hay các loại thịt thì mình băm nhỏ xong đến lúc mà mình cho vào mình nấu với cháo thì nếu mình cho thêm một chút xíu nước vào thì thịt của mình nó sẽ không bị vón cục lại, nó sẽ rất là đều. Cháo của mình đã ra mùi rất là thơm rồi, tại vì cái tôm kia mình xào sơ quá có vị, cái mùi của nó cũng rất là thơm. Thì mình nó làm đó, nó làm khác. Rồi, như vậy là xong rồi. Đây, cháo sôi lên như vậy là được rồi. Tại vì cháo và các đồ nó đều đã chín hết rồi, nên mình sẽ tắt bếp.
Và mình tắt bếp rồi thì cuối cùng mình sẽ nêm vào đây một chút xíu cái muỗng cái dầu ăn dành cho em bé. Mình sử dụng cái dầu ăn chiết đi. Có thể sử dụng nhiều các loại dầu khác nhau. Em thì đã nấu xong một chén cháo dành cho bé, rồi mình sẽ bỏ vào chén cho bé nhà mình ăn. Bé ăn bữa nào mình nấu bữa đó thì cháo của mình nó sẽ thơm ngon và nó không bị chua. Còn mình nấu cháo mà mình để nguyên ngày thì không còn cái vị ngon của cháo nữa, mà cháo nó sẽ bị chua. Trời nắng thì cháo nó rất là nhanh chua, nên là các mẹ lưu ý nhé. Vậy là video thực hiện là món cháo tôm nấu với rau mùng tơi của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Chúc các mẹ có những bữa ăn ngon dành cho bé yêu của mình. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé.